mà nhìn nhau cười thôi, không có ai nói chuyện với ai hết trơn á. Dạ, mọi người theo đi làm thì bữa đó ông nội giận rồi em đem cơm xuống ông nội con không ăn luôn. Hai thay xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Hai xin chào ông bà cô chú và anh chị lấy kênh Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Hai thay xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, thì bữa nay em đi dài hạn visa. Đi bên Thường Châu Hà Bắc đó cô chú. Từ nhà em chạy qua tới bên đó là gần 3 tiếng đồng hồ. Đi đường cao tốc đó nha. Thì mời cô chú anh chị đi với em coi dài hạn visa như thế nào. Tại vì hôm bữa em nghe nói là cái anh mà chỗ dài hạn visa điện cho chồng em á, lúc em ở Việt Nam á, anh nói vợ em chuyến này dài hạn được 1 năm mà. Tại vì hồi trước giờ á là em qua đây á, hồi lúc mà lần đầu tiên đi dài hạn á được 3 tháng, xong rồi tháng sau là được lần sau nữa là được 6 tháng, xong rồi 9 tháng tới giờ này luôn. Còn mấy bạn kia cũng chung tỉnh Hà Bắc với em mà đi dài hạn được 5, 2 năm không đó cô chú. Lần này nghe nói được 5 em mừng lắm luôn nè, mà chưa biết như thế nào. Thì mời cô chú anh chị đi với tụi em. Sáng ra là trời mưa tầm tã, và sáng giờ em đợi bớt mưa mới đi nè cô chú. Gia đình em tới trạm thu phí bên Thương Châu rồi cô chú. Từ nhà em qua đây tới 3 tiếng rồi. ¥47. Thương Châu rồi, bắt đầu nó đẹp dần dần lên. Từ cái chỗ mà em xuống cái đường cao tốc á, chạy lên tới chỗ dài hạn visa là mười mấy 20 phút á cô chú. Cũng rất là gần, mà từ nhà qua đây chạy gần 3 tiếng đồng hồ. Mưa gió rồi sáng giờ tầm tã, sáng giờ mưa cứ lâm gâm rồi nó âm u sáng giờ luôn. Mưa mấy cái vùng khác á, cũng Hà Bắc tụi em nè, mà mấy vùng khác á là tới nước ngập, mà xe bốn bánh này là nó ngập lên nửa chiếc xe luôn á cô chú. Khai thấy khoai là chồng em chạy tới mà cái app nó nói chồng em chạy nhanh quá. Hai chồng em tới đây gửi xe mà nước ngập linh lá hết chứ. Mưa 2 ngày mà cái này đi giờ này còn mưa lâm găm nữa cô chú. Kẻ thá tẩu là kẻ chứ lại. Bây giờ em đẩy chiếc xe này ra đang cho chồng đậu vô. Xích chưa con, đi mép bên trong này. Cũng đi bên ngoài. Nhà rất là cao, rất là nhiều tầng luôn cô chú ơi. Ở bên đây thì đậu xe đủ chỗ hết trơn vậy nè. Bên đây thì có cây cỏ rồi, mà nãy vô đây nó giáp hết trơn, không có chỗ đậu. Chồng em mới chạy qua bên kia. Bên đây có cây thì nó mát, cây xanh. Vô, tiến vô bên trong. Lâu lâu á, đi nghe răng dịp mới gặp rất là nhiều cô dâu Việt luôn. Còn có khi thì đi không gặp ai hết. Để cha
Ở dưới đây là tầng chợt đó cô chú. Tụi em lên trên tầng 2. Bây giờ thì lại cái máy này mình bắt số. Rất là rộng lớn luôn. Lần nào đi ra đây cũng vậy mênh mông. Em đi qua bên đây photo giấy. Họ làng có chuẩn bị mà lần này chồng em hết trơn, chồng em không hay. Giờ đi qua photo rồi xong mới lên làm. Nhà mẹ con em đi lên trên lầu, đặng chờ trái heo photo xong lên làm. Bữa nay em đi dạng gặp được rất nhiều cô dâu Việt luôn. Nhưng mà nhìn nhau cười thôi, không có ai nói chuyện với ai hết trơn á. Mỗi người ngồi một góc vậy đó cô chú. Bữa nay làm thì cũng rất là nghiêm khắc luôn. Người nào mà mới qua thì hỏi điều tra dữ lắm luôn. Còn như tụi em qua lâu thì lên đó chỉ hỏi vài từ là thôi à. Làm xong rồi, đi ra ngoài đây. Mưa quá chừng rồi cô chú ơi. Bữa nay mưa tầm tã mấy ngày nay. Ở Hà Bắc mưa quá. Món gà ướt sủi. Giờ mưa tầm tã rồi, giờ này làm xong là chưa gần 12 giờ mà tụi em xứ lạ quê người qua đây không có kiếm được cái chỗ mua đồ ăn ấy cô chú. Rồi em kêu chồng em đậu xe ở đây đặng mà kêu người ta đem đồ ăn lại, mình mua trên mạng á, trên app á, cho người ta mang lại cho mình ăn. Bữa nay thì gia hạn xong thì mình đóng tiền luôn, thường thường thì tới ngày lấy kết quả thì mới đóng tiền. Mà chuyến này thì lấy tiền trước á cô chú. Hẹn tới 22 ngày mới nhận kết quả. Mưa bão rồi đặt đồ trên app người ta cũng không có giao luôn. Rồi vợ chồng em đang tìm cách chỗ nào coi trên Google á, chỗ nào mà bán đồ ăn á cô chú. Mà không thấy nữa, chắc em đi về luôn. Hồi nãy kêu đồ ăn lại mà người ta trời mưa không có giao á cô chú. Xong rồi chồng em chạy tới chỗ đây ngay chăng chỗ chạm thu phí luôn rồi nè. Vô đây là để vô đường cao tốc em về nhà đó. Rồi ghé đây chồng em đi kiếm cái vòng vòng có ai bán đồ ăn không mua cho bé heo. Gần 1 giờ chiều rồi. Vắng quá. Vô trung tâm á mới có bán đồ ăn này kia mà hồi nãy xa quá. Hi, thưa xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm bữa giờ có nhiều cô chú anh chị nói là cha bé heo làm phụ ông nội thì nói này nói kia. Mà bữa giờ đi chơi thì bữa đó cha bé heo cái bữa mà công ty còn làm á thì ông nội kêu nghỉ ở nhà phụ cha ông nội là đâu 5-6 ngày gì lận, mà cha bé heo phụ có 3 ngày hà. Rồi cha bé heo đi làm thì bữa đó ông nội dặn rồi em đem cơm xuống ông nội cũng không ăn luôn. Rồi em gọi điện thì ông nội cũng không nghe máy luôn. Mà mấy bữa đó là mưa dữ lắm luôn á cô chú, kiểu bên đây là bão ngày sau nó mưa tối ngày luôn, mưa không có dứt hạt, mưa đều vậy đó, mà mưa tối ngày sáng đêm vậy đó. Rồi nước ngập dữ lắm luôn, mấy cái vùng khác đó là nước ngập lên là xe hơi mà nửa chiếc xe đó cô chú. Chỗ em thì không có nha, chỗ em thì nước cũng tạm mà chứ không có nhiều. Rồi bữa đó cái cha bé heo đi làm, cha bé heo nó nghỉ hoài rồi mai mốt tới đi gia hạn visa nữa là nghỉ nữa là sợ không có được. Thì mới đi làm được có một bữa, rồi bữa sau cái làm có một buổi, cái ông chủ hết hàng cho về. Rồi ông chủ nó về nhà đợi điện thoại. Thì qua ngày sau cái ông chủ điện là nói lên công ty họp có chuyện. Thì lên đó cái ông chủ nói là làm bên cái nghề mà hàng cha bé heo thì bên hàng ba cái công xưởng á cô chú, hàng khung á, rồi bắt đầu người ta sẽ lắp ghép vô á, thì chỉ hàng thôi. Nhưng mà ở trên lệnh ở trên xuống là cấm mấy cái công ty mà hàng gì đó là cấm đó cô chú, lãnh thầu á là cấm nha. Không biết nguyên nhân thì em không có biết. Rồi ông chủ không có nói. Rồi cha bé heo bữa giờ cũng đi xin việc làm. Cái bữa mà đi qua nhà em My chơi đó là bữa đó là bữa nghỉ ngày đầu tiên. Bữa đó thì ông nội cũng hết việc làm rồi, thì cho nước vô ruộng, bơm nước vô ruộng rồi đó cô chú, thì hết việc làm rồi. Còn xịt thuốc thì mưa xịt không có được, cho nên em mới rủ cha bé heo đi qua đó sẵn qua đó thăm bạn đồng hương luôn. Rồi cái bữa đó đi thì qua ngày sau thì em cũng tới ngày gia hạn visa rồi, thì em đâu có chuẩn bị trước, cũng như là mình nghĩ là đi qua đó mình chưa biết như thế nào, rồi không biết làm sao thì mình đi làm giấy tờ thì mình lúc nào phải chuẩn bị đầy đủ rồi cô chú. Nhưng mà qua đó cái tình cờ là phát hiện là nhà bé My qua chỗ gia hạn là gần,
gần lắm luôn. Rồi bữa đó chơi tới tối luôn, chị em nói chuyện tâm sự rồi ăn uống này kia, đi vườn đào này kia nữa, thành ra tới tối hù luôn. Rồi cũng muốn ở đó đằng sáng đi luôn, nhưng mà do là tụi em không có đem giấy theo, tại vì không có chuẩn bị trước. Thì bữa đó cha với heo nghỉ rồi, thì em nói nghỉ, thì mà mỗi lần mà cha với heo nghỉ một buổi hay là về sớm hay gì đó là em cũng đều điện hỏi ông nội là có việc gì làm không mà cho cha với heo xuống phụ, cho nên cha với heo nghỉ không được ở nhà yên với em. Thì bữa đó em nói là nghỉ rồi thì điện cho ông nội coi có làm gì không mình xuống dưới phụ. Thì cha với heo có điện thì ông nội nói là bữa nay hết việc làm rồi, cho nên tụi em mới đi qua nhà em đi chơi. Thì bữa đó là đi mưa giấc tối đó, ban ngày là nó nắng đó cô chú, tối lại là mưa nữa đó, ban ngày thì nắng bữa đó đó. Còn mấy bữa sau là ban ngày ban đêm thì cũng mưa hết. Rồi cái tụi em mới đi qua đó chơi nguyên một ngày. Thì tới tối là em về, tối em về là sáng đi hạn visa luôn. Mà đi tiền phí thì tiền bên đây tiền phí mà tính theo tiền với tiền thì thấy cũng bình thường, nhưng mà tính ra tiền bên đây và tính quy ra tiền Việt Nam mà thấy nó nhiều, mình hơi ngán vậy đó. Thì qua bữa sau tụi em đi về thì ông chủ nói là bây giờ là đợi điện thoại đi, chưa biết chừng nào có hàng, chưa biết chừng nào có hàng về, với lại chưa biết chừng nào mà người ta lệnh ở trên cho làm nữa. Vừa không có hàng mà vừa lệnh ở trên không có cho làm, tại vì nói ồn ào rồi ô nhiễm gì đó em không biết nữa. Rồi thì cha với heo cũng đi tìm việc làm, mấy công ty đăng lên mà tuyển người đó cô chú, thì cũng đi. Có công ty thì làm cũng được nhưng mà làm nặng nhọc chứ lắm luôn, mà làm nói chung là tiền lương thì nó ít mà làm rất là thời gian nó dài, rồi nó nãy kia với lại nó không có phát lương cho mình hàng tháng. Thì chồng em tính là tìm thêm một công việc, cũng như là bên đây nghỉ thì mình qua bên kia mình làm, cái bên đây làm mình qua bên kia mình nghỉ vậy đó cô chú, tính là vậy đó. Tại vì nhiều khi bên đây thì làm đang làm chỗ này á thì rất là, nói chung là rất là tốt luôn, tiền lương thì cũng ưu đãi đó. Cho nên chồng em tính là kiếm việc đỡ tạm thời làm, mà khi nào bên đây gọi thì mình về mình làm. Thì công việc đó không có, với lại chồng em cũng tính là nếu mà tìm được công việc nó ổn định á thì cũng nghỉ bên đây luôn qua bên kia làm ổn định. Nhưng mà người ta nói là cuối năm mới phát lương, thành ra rất là khó lòng luôn, cho nên chồng em không có tìm được. Còn mấy chỗ công ty mà làm nhảy qua nhảy lại được á thì người ta đóng cửa hết trơn à. Thì chồng em về thì nói rồi thì em không có tin, em nói nhóc hết trơn, công ty Trung Quốc lớn gì đây mà không lẽ không có công ty nào làm được sao đó. Chồng em mới chở em đi bữa đó, chở đi nguyên một buổi chiều luôn, thấy công ty nào cũng đóng cửa hết. Mà đóng cửa đa phần là làm cái công việc giống như chồng của em nha, còn mấy công việc kia thì làm bình thường, nhưng mà mấy công việc kia thì người ta tới cuối năm mới phát lương đó, thành ra là chồng nghỉ một bữa giờ. Còn mà có nhiều bình luận nói nghỉ phụ cha phụ mẹ thì nói này nói kia, rồi đi chơi thì không nói gì. Rảnh này ông nội không có làm gì tụi em mới đi chứ đâu, mà đâu phải tụi em đi thường đâu cô chú. Tối ngày cô chú thấy không, em ở nhà quay thôi đâu có đi đâu đâu. Mình đi thì mình được mở mang hơn, với lại mình được nhiều cái đề tài hơn. Rồi cô chú anh chị xem cũng vui nè. Rồi em đi thì cũng chị em được tâm sự này kia, rồi gặp người đồng hương em cũng rất là vui với cô chú, chứ không phải là mình đi không. Cho nên em mong cô chú anh thông cảm về điều đó. Trước khi mà em làm gì đó thì em đợi ông bà nội rảnh nghỉ rồi em mới đi, chứ không phải mà ông bà làm quần quật mà tụi em lòng dạ nào đi được đâu cô chú. Cũng có rất nhiều cô chú nói là ông nội mướn đắt quá trời, rồi kêu ông nội mướn thêm đi, hoặc là sao không mướn ơn được sao mướn đi cho chồng ở nhà làm rồi sẵn phụ ông nội luôn. Thì hôm bữa ông nội mướn quá trời nhiều thì em cũng có nói với ông nội gì đó, thôi ba chia chồng con ít đi, chồng con làm rồi vừa phụ ba luôn cho nó tiện. Thì bây giờ ông nội nói mướn đắt rất là khó, người ta tranh nhau lắm, cứ tăng giá lên hoài gì đó, quen biết dữ lắm đó người ta mới để dành được cho ông nội. Với lại bây giờ ông nội nói chồng bây giờ không có lời như ngày xưa. Ngày xưa lúc mà em mới qua là lời lắm luôn á cô chú. Thì hai cha con em làm. Bây giờ thì lúc đó ông nội chồng dưa hấu đâu nữa. Bây giờ thì không có chồng, dưa hấu ông nội chồng 2 năm rồi nó rất là thắt, cho nên ông nội không có chồng nữa. Thành ra bây giờ ông nội chỉ là muốn nhiều mà chồng lúa mạch với bắp thôi. Thì lúa mạch với bắp thì khỏe hơn khoai lang. Khoai lang này rất là nhiều công đoạn, người này kia là tốn tiền rất là nhiều, nhưng mà bán ra thì cũng thu lợi nhuận rất là nhiều. Cho nên ông nội năm nào cũng phải trồng một mẫu khoai lang. Nhưng mà em nói vấn đề, đề cập đến vấn đề mà cho cha với heo nhà làm thì ông nội không đồng ý. Nhưng mà mấy năm trước á, hồi trước em về làm dâu đến giờ 6 năm rồi, mà 5 năm trước á thì không có nghe ông nội kêu bắt buộc phải nghỉ phụ hay gì hết. Ông nội chỉ nói là nó đi làm đi, khi nào nó rảnh thì kêu nó xuống phụ vậy thôi. Nhưng mà chuyến này ông nội là bắt buộc nha, bắt buộc. Bữa đó cha với heo làm được 3 ngày bữa sau đi làm, trốn đi làm cái ông nội giận đó cô chú, giận lắm luôn. Bữa đó trời mưa lâm găm vậy đó. Rồi còn em nghe ông nội nói là bữa đó em có hỏi đó cô chú anh chị, nhớ cái video mà em hỏi không, em hỏi là ba làm bữa nay nó gọi không, thì ông nội nói ngày mai còn khoảng bơm nước một công hơn nữa là xong rồi. Thì em thấy ít thì em mới nói cha với heo đi làm đi,
chứ ở nhà mà vậy rồi mai mốt người ta đuổi luôn rồi mình không có tiền sao. Thì chồng em mới đi làm, thì qua ngày sau em điện ông nội không nghe máy, rồi chị cũng có chạy xuống mang đồ ăn xuống mà ông nội không có vui, rồi ông nội không có ăn, rồi cho nên em mang về. Bữa đó thì em không có quay video lại tại vì không có được vui, gia đình không có được vui. Với lại có nhiều cô chú anh chị nói như vậy thì cũng suy nghĩ lại cho em, với em đó giờ làm cho ông nội thì ông nội không có cho tiền tụi em. Em cũng nói rất là nhiều lần rồi mà cứ nhận được nhiều bình luận như đó hoài, như vậy hoài, cho nên em muốn nói với cô chú anh chị thêm một lần nữa, chứ không có cố tình mà nhắc tới nhắc đôi vô vấn đề tiền bạc. Lên đây mà nói đến tiền thì cũng không có hay, nhưng mà em nói thì nhà có sao thì em chia sẻ như vậy. Thì thành ra thì chồng em cũng phải làm nuôi vợ nuôi con nữa chứ, mà làm với ông nội rồi rồi ông nội không có cho tiền rồi tụi em sống làm sao. Hồi trước á, cái lúc mà em mới sanh bé heo á, thì chồng em ở nhà với em đâu có đi làm đâu, thì cũng xuống phụ ông nội này kia đó, thì ông nội không có cho tiền. Khi nào mà hết tiền dữ lắm luôn á, rồi cũng như là chồng em nói rất là nhiều lần, thì ông nội cho được vài trăm, cái đó là có, chứ không phải mà ông nội tự nguyện hay là làm một vụ nào rồi thì ông nội nói cho con bao nhiêu đó thì không có nghe. Và trước em làm cho ông nội 2 năm trời đó, là em vừa đào khoai lang nè, vừa lựa ra lặt nè, rồi vô bao, rồi chở lên xe vô nhà sẵn. Rồi cái ông nội đi bán chiều về, cái em cho bé heo ăn xong chỉ cộng xuống, rồi em cũng chắc chuyển lên cho ông. Thì em thấy ông đi bán thức khuya và mệt á, thì đó ở nhà em làm hết, cái đó là sự thật, ở xóm này ai cũng biết hết. Nhưng mà em nói thì chỉ có một mình em biết thôi, tại vì ở bên Việt Nam đâu có ai thấy đâu mà biết cô chú. Còn cái chuyện mà tin hay không á là quyền của mỗi người, cái đó là em không có trách cô chú được. Nhưng mà những gì em nói là hoàn toàn là sự thật, chứ em không có mà ý lên đây mà gạt người hay gì kia hết trơn á. Thì bây giờ thì cha bé heo ở nhà đợi khi nào người ta gọi, thì trong thời gian này thì cũng đi tìm việc làm. Rồi khi nào mà ông nội có làm gì đó thì gọi điện thì cha bé heo xuống phụ. Chứ bây giờ cũng không biết như thế nào nữa cô chú. Ở chỗ khác anh thấy mấy bạn khác, mấy bạn mà con đi học á thì cũng được nghỉ hè hết rồi. Nhưng mà chỗ em thì bé heo vẫn chưa được nghỉ nữa, không biết khi nào được nghỉ nữa, em chưa có nghe thông báo. Video của em nãy giờ chia sẻ cũng khá dài rồi. Em cảm ơn cô chú anh chị lúc nào cũng yêu thương gia đình em, xem hết video. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video vào ngày mai.